đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long, dạ, Cửu Long, right? Tiếng Việt khó quá. Okay, so this is my first Vietnamese video. Caution, I'm not very good, but I'm going to try. So, yeah. Xin lỗi. Xin chào mọi người. Tôi là HCMC writer. Và tôi này, tôi là Đường Huỳnh Huệ Street. Đường Huỳnh Huệ, Com Street. Và muốn hỏi người Việt Nam, khảo hỏi và biết người Việt có thể trả lời đúng hay sao? I'm terrible at this. This is difficult. This is actually really difficult, speaking in Vietnamese. Nếu có thể trả lời đúng, thẳng 20.000. Em muốn hỏi câu hỏi. Muốn hỏi câu hỏi. Nếu có thể trả lời đúng, thẳng tin. Okay. We have our first person. Hello. Viet. Say nói tiếng Việt. Em tên gì? Em tên Giang. Dạ. Okay. Con nam cái câu hỏi. Okay. Con nam cái câu hỏi. Một câu hỏi. Dễ quá. Bon, hai ba bon nam mat ka hun. Okay. Ka hoi mo. Vietnam took chow look now. Vietnam, yeah. Vietnam took chow look now. Look now. Chua. Chua. Dum rai. Hòn đảo lớn nhất của Việt Nam là gì? Không hiểu? Ok. Việt Nam giáp những nước nào? Trung Quốc. Dạ, Trung Quốc. Lào. Campuchia. Ok. Rồi cái gì? Singapore hình như đâu không có. Dạ, không biết. Ngọn núi cao nhất của Việt Nam là ai? Là gì? Ngọn núi cao nhất của Việt Nam là ngọn núi nào? Núi nhất. Bác Sĩ Băng hả? Đúng rồi. Dân số của thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Dân số của Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Đúng rồi. Quen bao nhiêu? Nhiều gần được. Chắc là cỡ 2.000 người. Bao nhiêu? 20.000, sắp xỉ 20.000 hoặc là 10.000. 10.000 người. 10.000? Yes. Không phải. Không phải. 10.000 không phải. Bạn chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái? Không nói. Bao nhiêu chữ cái? Không phải.
nhiêu ta? À, à, ừ. Việt Nam có bao nhiêu tin thần? Ba. Ba? Ba? Chỉ ba? Không phải. Con sông nào đầy nhất Việt Nam? Con sông nhất, con sông này đầy nhất Việt Nam. Đầy, đầy hay là dài? Ờ, dài, xin lỗi, xin lỗi. Dài, nó không đầy, dài. Sông. Nhiều á. So, con sông nào dài nhất Việt Nam? Con sông nào dài nhất Việt Nam? Dạ, Cửu Long. Không phải. Going to pause right here for a second. I didn't realize Cửu Long was the Mekong River in Vietnamese. I had Mekong written down on my card, but not Cửu Long. So when he said Cửu Long, I thought it was wrong. That's my mistake. Không phải. Xin lỗi. Nghệ sinh của Hồ Chí Minh là khi nào? 19 tháng 5. What? 19 tháng 5. 19 tháng 5 năm gì? Năm 1969. What? Năm 1969. Trăm. Năm 1975. Ủa gì 75? 890. Không phải. Không. 1890. À, đúng rồi. Tên của bác của Việt Nam là tên nào? Tên của bác của Việt Nam là tên nào? Nghệ An. Quê hương của Bác Hồ đúng không? Là ở Nghệ An. Hả? Tao không hiểu câu hỏi. Tôi không hiểu câu hỏi. Tỉnh cực bắc à, Hà Giang. Đúng rồi. Hà Giang. Anh không nói phải. Okay. Câu hỏi ba. Thành phố cực nam của Việt Nam là thành phố nào? Thành phố gì? Thành phố cực cực. Cực nam. So thành phố cực nam của Việt Nam là thành phố nào? Thành phố cực cực của Việt Nam là thành. Em hiểu không? Không biết. Thành phố cực nam của Việt Nam là thành phố nào? Hiểu không? Hồ Chí Minh. Không, Hồ Chí Minh. Tỉnh cực nam của Việt Nam là tỉnh nào? Yeah. Tỉnh cực nam của Việt Nam là tỉnh nào? Việt Nam. Không. Không phải, xin lỗi. Thành phố nào có dân số cao thứ ba ở Việt Nam? Dân số cao thứ ba. Điện Bạc. Cao thứ ba. Thành phố nào? À, cái này em không biết rồi. Nên không biết. Không biết. Nó đại là nghĩ là Đà Nẵng. What? Dạ, Đà Nẵng. Đà Nẵng, phải không? Phải, đúng. Correct. Đúng rồi. Nước Việt Nam thành lập năm nào? Ngày thành lập đất nước Việt Nam là ngày... Khoan. Tự nhiên quên mẹ lịch sử. Năm nào? Năm nào hả? Năm 1945. What? Năm 1945. Đúng rồi. Thành của nhà sư Phật giáo thứ Thiếu Nam 1963 là gì? 1963. Đúng rồi. 1963 tỉnh thành của Phật giáo. So ten. Đúng rồi. Không biết. Okay. Hồ Lân Nhất. So Hồ Lân Nhất Việt Nam là gì? Hồ Lân Nhất Việt Nam là gì? Hồ lớn nhất Việt Nam. Uh-huh. Hồ Ba Bể.
Đúng rồi. Hô ba bé. À, đúng rồi, hô ba bé. Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ? Sao quá. Sao quá. Thành phố cúp bạc của Việt Nam là thành phố nào? Thành phố cúp bạc của Việt Nam là thành phố nào? Cúp bạc. Thành phố cúp bạc à? Dạ, thành phố cúp bạc. Nhớ tỉnh à, không nhớ thành phố rồi. Không biết, không nhớ tỉnh à, không nhớ thành phố. Này không biết. Không biết, không biết, không biết, ok. Nhà lãnh đạo Won Su Vi đại đã chết năm 2013 là ai? Nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại đã chết năm bao nhiêu? Là ai á, năm 2013 là ai? Nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại. Nhà lãnh đạo Việt Nam hay là Mỹ? Việt Nam. Ở đây, ở đây. Nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam đã chết năm 2013. Võ Nguyên Giáp. Là ai? Đúng rồi. Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp đúng rồi, đúng rồi. Dễ quá. Đồng bằng sông Cửu Long có bao nhiêu tỉnh? Đồng bằng sông Cửu Long có bao nhiêu tỉnh? Có 6 tỉnh. Bao nhiêu tỉnh? 6 tỉnh. 6 tỉnh. À, có phải là An Giang? 6 tỉnh. Yes. 6 tỉnh. Phải. Không phải. Không 6. Việt Nam rộng bao nhiêu km? Km squared. Khoảng bao nhiêu? Không biết luôn này. Khó quá, câu này khó quá. Không biết. Không biết. Ok. Chiến tranh ở Việt Nam kết thúc vào ngày nào? ngày 30 tháng 4 phải năm năm nào? Năm 1945. 45. 45 không phải. nhưng có 30 tháng 4. Nhưng mà có không nữa. Gần. Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là ai? Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là ai? Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay. Không biết. Không biết. Không biết. Rồi, xin lỗi, không biết. Cái này là Đường Nguyễn Huệ, phải không? Ok. So, đường này trước khi có tên là Đường Nguyễn Huệ, nam 1955. Tên là gì? Một tên là gì? Tên đường Nguyễn Huệ là đường gì hả? Chắc khô quá. Dạ, yeah, khô quá. Trước khi thành lập đường Nguyễn Huệ, đường này tên gì? 1955 đường. Tại sao em nói? Em nói. Sài Gòn trở thành phố Nam nào? Sài Gòn. So Sài Gòn trở thành phố Nam nào? Sài Gòn. Như khảo quá. Yes. Yes. Thôi anh đánh đại nha. Hả? Em có thể nói đại được không? Nói là hình như năm 1968. So 1968.
968? Yes. Không. Không, không phải. Tức là nó bao nhiêu? 1698. 1698. Lão quá. Chỗ làm. Chỗ làm. Bốn mới. Có. Đừng, đừng mộ, mộ cả hồi đứng. You got one. Good job. Chỗ làm, chỗ làm. Có mộ. You got mộ. Yeah, có hai mươi, hai chục. Yeah, chỗ làm.